Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Tiểu sử ông Nguyễn Mạnh Hùng. Trong ngành viễn thông công nghệ thông tin Việt Nam, cái tên Nguyễn Mạnh Hùng luôn được nhắc tới như một sự nể trọng. Ông được xem là linh hồn, là người chèo lái con tàu Viettel từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một tập đoàn nhà nước hàng đầu. Tại Viettel, nhân viên thường nói đùa là anh Hùng đánh bả thằng này cô này rồi, khi mà thấy một nhân viên Viettel nào đó hăng hái xung phong nhận một việc siêu khó với thời hạn siêu nhanh. Có thể thấy ông Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng mà còn là một sứ giả truyền cảm hứng để mỗi cán bộ nhân viên Viettel mang trong mình tinh thần làm việc quên mình và khát vọng vươn tới những điều tưởng như không thể. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24 tháng 7 năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô. Từ năm 1980 đến năm 1983, ông là sinh viên ngành điện tử viễn thông thuộc Trường Đại học Thông tin Quân sự Liên Xô. Từ năm 1983 đến năm 1985, ông là sinh viên thạc sĩ ngành viễn thông Trường Đại học Tổng hợp Sydney, Australia. Từ năm 1995 đến năm 1998, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại Sergelco, tiền thân của Viettel. Đến năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng đầu tư phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc công ty viễn thông quân đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được giới truyền thông bình chọn là một trong 10 nhân vật ICT Việt Nam tiêu biểu vì có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam trong một thập kỷ, giai đoạn 2000 đến 2009. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Năm 2012, ông được thụ phong quân hàm thiếu tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn viễn thông quân đội. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 với tỷ lệ là 74% phiếu bầu. Trung tuần tháng 1 năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng an ninh do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, đặc biệt là do nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Chính trị đã phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức vụ Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Vinaconex, thành viên Hội đồng Quản trị Viettel Global. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính là người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu dự án máy thông tin quân sự và chế tạo thành công bộ tạo số, trái tim của máy thông tin. Dự án này sau đó đạt giải quốc gia về nghiên cứu nhưng chưa thể sản xuất hàng loạt vì thiếu vốn, linh kiện và chưa có thị trường. Ông được coi là kiến trúc sư trưởng sau những thành công mang tính cách mạng của tập đoàn. Tham gia vào thị trường viễn thông vào năm 2000, Viettel đã tạo ra cuộc chơi mới khi phá vỡ thế độc quyền và vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết bí quyết thành công của Viettel chính là làm khác biệt. Khi các hãng viễn thông tập trung tại thành thị, Viettel chọn con đường đánh chiếm nông thôn, đưa di động Internet thành dịch vụ bình dân tại Việt Nam. Dưới thời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Viettel đã có được sự phát triển rực rỡ khi nằm trong top 15 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới về số thuê bao, nằm trong top 40 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về doanh thu. Các thị trường nước ngoài của Viettel có tổng dân số khoảng 240 triệu người, trải rộng khắp 3 châu lục.
Những lời nói và những hành động của ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được chứng minh bằng thành quả xuất sắc đã đạt được của Viettel đến ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về tư lệnh mới của ngành thông tin và truyền thông? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay dưới comment và đừng quên like, chia sẻ thông tin này đến nhiều người hơn nữa và đăng ký ngay kênh Độc Đáo TV để đón xem những thông tin thú vị mỗi ngày. Tin tức được tổng hợp và biên tập bởi ban biên tập Độc Đáo TV. Việt sử kiêu hùng, dự án phim giả sử đầu tiên tại Việt Nam với khát vọng truyền cảm hứng sử Việt cho giới trẻ. Những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, niềm tự hào dân tộc, tất cả sẽ có trong Việt sử kiêu hùng. Tìm hiểu thêm về dự án và gây quỹ cộng đồng tại vietsukieuhung.com.